chào các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Và tiếp theo chương trình thì công ty Tân Đại Dương sẽ giới thiệu với các bạn một ngôi trường tại Mỹ, đó là trường Grand Valley State University. Và Grand Valley State University được gọi tắt là GVSU, được tọa lạc tại Allendale, nằm giữa thành phố lớn thứ hai Grand Rapids của Michigan và các bãi biển xinh đẹp của thành phố Lake Michigan. Trường nằm trong khuôn viên rộng 500 hectare và chỉ cách các khu thể thao chuyên nghiệp, khu mua sắm, nhà hát, ngân hàng và các viện bảo tàng tại Grand Rapids 15 phút. Và trường cũng chỉ cách Chicago và Detroit vài giờ. Grand Valley State University là một trường đại học 4 năm công lập, tuyển hơn 24.000 sinh viên, bao gồm 300 sinh viên quốc tế đến từ 77 quốc gia khác nhau. US News and World Report đã xếp GVSU đứng hạng thứ hai trong danh sách các trường đang thịnh hành dành cho những trường đại học tốt nhất vùng Trung Tây năm 2012. Và trường cũng được xếp vào danh sách American 100 Best College Buys trong 15 năm liên tiếp và được xem là một trong 25 trường có môi trường thân thiện nhất tại Mỹ. Việc tập trung vào sự tuyệt vời trong học thuật là rất rõ ràng tại Grand Valley. Do quy mô lớp học nhỏ, giáo sư hiểu rõ từng sinh viên hơn, giảng viên dạy tất cả các cấp độ, không phải sinh viên tốt nghiệp hay trợ giảng. Và trường mang đến cho sinh viên hệ đại học các cơ hội nghiên cứu của bậc sau đại học, cung cấp nguồn lực của một trường đại học lớn với sự quan tâm từng cá nhân riêng biệt của một trường cao đẳng nhỏ, có nghĩa là sinh viên sẽ có những trải nghiệm học tập cá nhân hơn, nhiều tương tác hơn và nhiều ý nghĩa hơn. Với hơn 300 nhóm, câu lạc bộ và tổ chức sinh viên, chương trình đời sống sinh viên đặc biệt mang lại nhiều cách thức tham gia và gặp gỡ những người mới. Và các chuyên ngành học tại trường như sau, như các chuyên ngành kinh doanh, kỹ thuật, khoa học máy tính, quản lý khách sạn và du lịch, nghệ thuật và thiết kế. Về học phí, ở bậc đại học là khoảng 14.500 đô la, về nhà ở khi du học ở tại đây thì khoảng 6.800 đô. Về chương trình học bổng tại trường ở bậc đại học, học bổng lên đến 5.000 đô mỗi năm, tối đa là 20.000 và dành cho sinh viên quốc tế. Tất cả sinh viên được chấp nhận có điểm trung bình là 3.4 sẽ được xem xét vào học bổng này. Xét cấp lại một năm với điểm trung bình là 2.85/4. Và mọi thông tin chi tiết về du học Mỹ cũng như cách thức chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ như thế nào thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 hay 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com.